Chị số này số mấy? 18. Đúng rồi, giỏi. Rồi, số này số mấy? Đây bây giờ nè. Số này số mấy? 21. 22 con. Nè lại, chạy lại nha. 12. Nè, số này số mấy? 12. 21. 21, giỏi. Số này số mấy? 12. Giỏi. Lại nha. Số này số mấy? 21. Giỏi. Số này số mấy? 13. Đúng rồi. Giỏi. Số này số mấy? 31. Đâu 13. Nè con, số 1 đứng trước, số 1 viết trước số 3. Số 3 đứng sau số 1 là số 13. Số 31 nè, số 31 là số 3 đứng trước. Giờ mới tới số 1. Số 13 là đây là số 13. Đây là số 31, biết không? Còn số đầu tiên ở trên. Số mấy? Số 13. Đúng rồi, số 1 đứng trước là 13. Rồi thử một số nữa nha. Số này số mấy? Số 5 và 1 là cái gì đây? Số 5 với 1 là số mấy? 51. Giỏi quá. Giờ vậy số này số mấy? 15. Đúng, 15. Giờ vậy mẹ hỏi lại nha. Dạ. Số này là số mấy? Số 7 và cả số 1. Là số mấy? Chính là số mấy này? 71. Giờ vậy số này số mấy? 17. Số mấy? Giỏi quá ta. Cái này là 17 không? Đúng. Số mấy? 71. Giỏi. Rồi, số mấy? Rồi ghi tiếp số mười mấy luôn, đừng ghi ngược lại nữa. 17. Mấy? Sao đọc hai cái qua vậy? Bao nhiêu? Số mấy? 21. Cái này số mấy đây? 21 nè. 71. 71. Số này số mấy? 17. Đúng. Giờ số này số mấy? 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 12. 17. 16. 19. 14. 15. 12. 11. 13. 18. Để số này số mấy? 18. Số này số mấy này? Số này số mấy? Cái này là 18. Còn cái này là 18 nữa. Đúng, giỏi. Giỏi nhắn tới nha. Cái này hả? 12, chính là 12 luôn. Giỏi. Số này số mấy?
16 và 16 luôn. Giang Y ngặn ngược lại nhé. Duy ngặn ngược lại. À, giỏi là chim ốc. Thôi. Ồ, giỏi rồi. 15. Đúng, giỏi. Duy ngặn ngược lại nhé. Sáng áo mà người mang út. Cái này sao mấy? 12. Giỏi. Cái này sao mấy? 51. Giỏi. Cái này sao mấy? 16. Đúng rồi.